Phát TV xin chào cả nhà nha, rất vui cả nhà đến video theo cả nhà ơi. Như là mình đã hứa cả nhà là kênh YouTube Phát TV mình làm về chủ đề pizza nè, được những cái phần quà như gạo với mì cả nhà, được mấy cô với mấy chú với mấy ông đồ đến giao lưu kênh mình đó, được giải thưởng này. Rồi hứa cả nhà sẽ đi tặng cho những hoàn cảnh nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Rồi, mình đang hiện có mặt tại nhà của bà Chính cả nhà. Tập 1, phần 1 mình có cho bà Chính rồi cả nhà. Rồi mình cho giác rồi, mình sẽ bữa nay mình lên tặng tiếp cho bà Chính là làm phần 2 nha cả nhà. Con mới lên luôn bà Chính này. Kênh con làm về chủ đề bia được những giải thưởng này nè. Vì bữa nay con lên tặng cho bà Chính, bà Chính nhận giùm con bà Chính. Cho mình thay mặt cái xe gọi là bác Tư với bạn Việt nha cả nhà. Thắng cho mình thay mặt bác Tư với bạn Việt tặng cho bà Chính cái phần quà này. Cảm ơn bác Tư với bạn Việt rất là nhiều luôn. Để mình hỏi thăm cái công việc hàng ngày của bà Chính ra sao cả nhà. Bà Chính không ngày mà cũng còn đi bán giấy số bình thường thôi bà Chính. Còn bán bình thường. Dạ. Rồi bán cái này bán một ngày nhiêu tờ bà Chính? Hôm bữa thì 70, bữa thì 80, bữa thì 90. Sao mình không có cố định hả? Không có cố định một ngày bao nhiêu sao mà lấy ít nhiều vậy đó hả? Đây mình nó ít. Dạ. Rồi sao mấy bữa lấy nhiều rồi sao mình không lấy nhiều cố định luôn đi nữa? Thì có nhiều thì người ta đưa nhiều, ít thì người ta đưa ít. Chứ không có ngày nào điệu như vậy ha. Dạ. Vì mình cái tập 1 cái nhà mình có tặng cho bà Chính đó, rồi mình hứa cái nhà sẽ nói là cho phần 2 đó nha. Thì để mình cho giác phần 2 nữa, rồi mình có nói mấy clip trước rồi mình sẽ dồn lại cái phần 3 nữa, là mình sẽ dồn 5 phần hoặc 10 phần này mình tặng một lần cái nhà. Cũng hơi lâu mình mới ra một clip nữa cái nhà. Mình dồn đó là 5 hoặc 10 là cũng được 1 triệu 2 triệu cái nhà, mình sẽ cho một phần này với tiền mặt hay cái nhà. Mình tính gì đó cái nhà, rồi cả nhà thấy nó có hay hả, có thắc mắc gì đó để lại bình luận cho mình, mình sẽ làm theo nha cả nhà. Người ta có như mà chính đồ hay mấy người lớn tuổi, mấy hoàn cảnh nghèo cả nhà, người ta bệnh hoạn đâu đó, rồi có tiền đó là người ta đi khám bệnh hoặc là mua thuốc, mua đồ nước mắm đường bột ngọt trong nhà nó dùng cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà suốt thời gian qua đó theo dõi và ủng hộ kênh mình nha cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Rồi mình hỏi thăm bà Chính chút nữa cả nhà. Rồi bà Chính, rồi bà đi bán vậy là mấy giờ bà đi bán bà Chính? Thì sáng đi bán rồi xong rồi hết số rồi đi về chứ không có biết mấy giờ. Bữa nào trễ nhất là mấy giờ? Bữa nào mình hết số á? Trễ thì cỡ 10 giờ. Sớm nha. Bán chắc là mình đi sớm, bán buổi sáng là xong rồi. Buổi sáng cái hết rồi, cái bắt đầu đi về nấu cơm ăn. Mà ở thì cấp giờ mình một luôn rồi chứ. Ở mình một, không ở với ai. Nhà này với cái nhà thiết mới này, nhà dưới nền gạch này là bên nhà tình thương ta tặng cho bà Chính nha cả nhà. Chứ không phải nhà bà Chính gì đâu. Lúc trước tặng lâu cho bà Chính, bà không có quay tập đó, bà không có nhớ nữa. Lâu rồi. Lúc trước mình ở nhà sao? Nhà lá cũng sập đây hay gì? Ở nhà tròn mà giờ cái nó bị sập rồi, nó bị muốn gần sập rồi, cái bên nhà tình thương ta còn tặng cho mình cái nhà. Cái này bà thấu qua mới cho nè, tôi không biết cơ. Dạ. Thì để nhà tình thương đó, con thấy đọc đó. Dạ. Nhà rồi bà Chính, rồi mình nấu ăn vậy đó, rồi nấu còn bếp ga nữa Chính. Nấu ga còn cơm thì nó cũng điện ốc gạo rồi kìa, sẵn sẵn nấu đó rồi. Dạ. Chính ở mình một cái nhầy, thấy hoàn cảnh neo đơn mà ở mình một mình sẽ xét hết, mình sẽ tặng hết cái nhầy. Bà Chính giờ trước mắt rồi nhận giùm con phần quà này đi. Dạ. Vì mai mốt cái kênh con phát càng ngày còn phát triển nữa thì con quay trở lại, hôm nay con có nói rồi con tặng tiếp những phần quà khác nữa. Dạ. Thì Chính nhận giùm con. Bây giờ chụp bắt tay với bà Chính, chúc bà Chính nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi nãy giờ mình cũng chia sẻ hoàn cảnh nhà của bà Chính ở nhà xem cái nhầy. Rồi bây giờ cho bà Chính với mình kết thúc clip tại đây nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà Chính đây. Bye bye, bye, bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Chào.